chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra, mời quý vị và các bạn đón xem. Áp thấp nhiệt đới, bão đe dọa lũ quét, trượt lở đất, hàng loạt tỉnh thành miền Trung. Chuyên gia của Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã cảnh báo mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét ở hàng loạt tỉnh thành ở Trung Bộ khi hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão số 4, có tác động đến các tỉnh ven biển. Hồi 10 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ vĩ Bắc, 113,1 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Sáng 18 tháng 9, trao đổi về diễn biến của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 4, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến sáng cùng ngày, áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển chậm lại. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, khi di chuyển vào khu vực quần đảo Hoàng Sa, nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới này mạnh lên thành bão. Theo ông Hưởng, với hướng di chuyển hiện tại của áp thấp nhiệt đới chủ yếu là hướng Tây, nhưng sau khi mạnh lên thành bão thì sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và hướng về đất liền các tỉnh miền Trung. Dưới tác động của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau là bão, trên biển trong ngày và đêm 18 tháng 9, khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Từ gần sáng và ngày 19 tháng 9, vùng gió mạnh sẽ mở rộng tới khu vực biển miền Trung, trọng tâm từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9. Sóng biển ở khu vực này cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão cao 3 đến 5 mét. Về dự báo mưa, do tác động của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Bộ, kết hợp thêm với hoàn lưu phía trước của áp thấp nhiệt đới hiện tại, đêm 17 tháng 9 và sáng sớm 18 tháng 9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, một số nơi trên 100 mm. Dự báo từ ngày 18 tháng 9 đến sáng 20 tháng 9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ xảy ra đợt mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm, có nơi trên 300 mm. Với lượng mưa như dự báo thì khu vực Trung Bộ, đặc biệt là vùng núi của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, trong thời gian tới cần hết sức lưu ý hiện tượng lũ quét và trượt lở đất, ông Nguyễn Văn Hưởng nói. Tạm ngừng thanh tra kiểm tra để tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Thanh tra Chính phủ, các bộ ngành tạm ngừng các hoạt động thanh tra kiểm tra tại các địa phương để các địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ. Đó là chỉ đạo của Chính phủ được nêu tại nghị quyết về các nhiệm vụ giải pháp khắc phục hậu quả bão số 3, ổn định đời sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh. Nghị quyết của Chính phủ đã nêu 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp chính để các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai. Trong đó có nhóm nhiệm vụ giải pháp về cơ chế chính sách, giải pháp cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để triển khai các chính sách hỗ trợ. Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng, các bộ ngành và địa phương rà soát nghiên cứu cắt giảm thủ tục hành chính trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, đồng thời cho phép các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, doanh nghiệp áp dụng quy định tại luật xây dựng hiện hành để sửa chữa xây dựng lại công trình, nhà xưởng bị ảnh hưởng bởi hậu quả thiên tai để doanh nghiệp sớm quay lại hoạt động. Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các bộ, cơ quan thực hiện công tác điều tiết giữa các tỉnh, thành phố đang bị ảnh hưởng của mưa lũ với các tỉnh, thành phố khác khi có đề nghị của địa phương nhằm bảo đảm duy trì cung ứng hàng hóa thiết yếu cho các cháu học sinh, bệnh nhân, các địa phương chịu tác động của mưa lũ. Đối với các địa phương, Chính phủ giao theo chức năng nhiệm vụ để xem xét quyết định theo chức năng thẩm quyền, việc chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc xử lý kịp thời hậu quả do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra. Cùng với đó, căn cứ quy định của pháp luật để xem xét quyết định theo chức năng thẩm quyền việc áp dụng quy trình thủ tục đầu tư công trình,
dự án khẩn cấp đối với các công trình, dự án cần thực hiện để kịp thời phòng chống khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra. Sau bão số 3 gây thiệt hại ở nhiều địa phương, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, các địa phương ra soát đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó tập trung vào các cầu yếu trên tuyến đường bộ, đường sắt huyết mạch để có phương án đầu tư sửa chữa, gia cố, nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới, đảm bảo yêu cầu phòng chống ứng phó với các tình huống thiên tai, bão lũ xảy ra trong thời gian tới. Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp viễn thông khẩn trương khôi phục lại hạ tầng mạng lưới viễn thông bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và lũ sau bão, triển khai các giải pháp bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ chỉ đạo điều hành của chính quyền trong trường hợp xảy ra thiên tai lũ lụt. Hướng thẳng vào Đà Nẵng, bão số 4 mạnh cấp mấy? Áp thấp nhiệt đới trong ngày 18 tháng 9 mạnh lên thành bão số 4, đang di chuyển rất nhanh, hướng vào khu vực Quảng Bình đến Đà Nẵng và có hướng di chuyển rất phức tạp. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, có nơi trên 500mm. Hồi 6 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Đến 4 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, cách đất liền, tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 340 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8 và cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, từ 15 đến 20 km/h, mạnh lên thành bão, cơn bão thứ tư ở Biển Đông trong năm nay. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 107,2 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 và cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, 15 km/h. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, bão, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua. Cấp 8, tương đương 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, tương đương 89 đến 102 km/h, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Trên đất liền từ gần sáng ngày 19 tháng 9, vùng đất ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, gió Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi trên dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C.
Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi có mưa to, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa tập trung vào chiều và đêm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa tập trung vào chiều và đêm, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.